xong chấm đưa xu bông ôn chân đồn thị xá này kia chia cả chai đồng đế sư phơ ác bớ đại sư phơ này kia chia sư phơ đại nhiên bì và bà thuộc mái đại khu năng này kia cả lực dục nâu bì thi bọc nhóm bông rá đại dục tập bọc nâu đồng bọn ảnh cầu dân hào thả bệnh sĩ sụ lộ nâu khu năng video này kia chia cả bản to an chún chai chung đế nâng truyền dô chung nguy kia nơi sư phơ ác bớ chung phụ phạm pin tên trầm lạ nơi rụ biển cao ca nơi ruột bệ phón nâng ruột bà cán nơi rụ xìl ngay phạm bầy cá chì mùi bị khổ bì nốt bầm nong thông bằng ọc cư tờ rọt nòm bà tị bạc bệ ọng cụp ọng chìa môn sân ngay bần tòa bì nốt móc tớp á chặt tha chì ca tốt nà phóng bàn nơi bậc thang ngày bẩm buồn cá đầm bông lục phí chu nẹp bồi nhiều bị nứt mờ giang mặt chất nơi tiếng nơi pan tiếng đại miên chùm lạ rừng viêm kế nơi rủ biên kháng lệnh mờ dù đá tùm rôm nâng dối tha kê chả lạ tròn chút chùm băng kroi bằng ớt nơi ngô cô làng cả cả đại bởi riêng lực tọp tờ viê dô miên dị đá rùm đọc bì kron riêp mọc vinh nơi chom cần đáp tiếng kê khơi bệnh nổ rí chô lơ hạ nổ mán xong hà cài lên nơi rụt biên kháng lệch đỏ đá tại chúng hiên kháng thụ bồn vĩnh mùi tiếng bệnh nốt kê lạ rương mà hà phiệt tờ rộn nẹ bồ nhía chê rương đi đạch đạch chả ơn ổn lơ nà độ cùng đôi rương viêm kế đã chê mùi chọc lời bà nẹ sốc nơ bệnh nổ cô nít tư nơ chê chăm chả ơn đôi chú này hỏi bạn chia lục rí rai rạp bằng hai chú ông này lưu tiền này bạn thà ông ná chia tụ dột thẻ ông ná chia phẩm lạ chút ní chia chút trong khỏi này rương đài cát lá nơi trong thuyền bò dục kê cứ kê bằng hai bì chùm băng nơ cổ rụt xến đài thuê ôi cu bò tệ bạch sạp rung kia là tiền phòng thang tạm bật tớ cư sở trơ tiền bì cọng ní chia chỉ đôi mùi nâng khả nha sọ mà kháng cư cọng bà nón ai mà kháng tiết cư cọng cô cò rụp mơ tại bì tiền ní khơi thà ọc mùi bật thu bật nẹ bồi nhía bì nật bì chai dục tại mên tên tù s nà nốt mần mên còn tại phạt đọt tờ lơ rương bò nọ tê cư còn lại anh chả ná đại nẹ bồi nhía xùm lần mần đạp nế đòi mần ọc chất nâng tực đầy nẹ chả lạc ô mà chả thái mần xòm tha mà nốt ai co sang để bị nụ lộ bàn tì dục tay chùm lạ mọc thì dễ co mình xóm tha nâng cạt lạng đợi đầy mà nốt đầy xóm tay chanh chi mê chiến nà muối chi ạ mà nốt đôi chìa bệ phí nụ ca chìa đào bốn tế nì dê bùng cạt mệt nì dê tha bùng mệt cạt bì mà nốt đôi mà đạch bán bà krom bệ mà hình thố bàn sang bánh chọc kê ai nâu ai nít bán khơi nông thịnh bệ cùng rên chăn rì chía có bàn tròn chấm hơi miền bình tu lập kê nào tì ní tha bệ mạc sát bị nụ lốt chúng tôi bệ mạc bị nụ lốt đại chía bông bạc cả rấy bệ ông sang đại tôi chia lộ bì mần bàn lưu tòa trái chía có lộ cừu mê vọt có tạp bệ bàn lưu tưởng ọc nìa nẹ bệ nhía kết tay mẹ ảnh bệ ní tài xua vầy mối tờ bị khổ bì lộ đăng sư tài tưởng ọc hơi ạc miền thuyền trọng nâng bồn dô tòa tài sọ. Giang đi hỏi đấy lô tài miền bột đề ca thà nẹ đè chơi hiền kế cư bệnh đại trực con mê vọt. Cho bộ biên kháng lệch đòi đà bì chướng mọc bồn đi hỏi nẹ bồ nhía xôm tờ lô bí thà rô xíl ní xôm công tuần bọt tò tờ rô biên thô bồn tài xôm nòm quạt tờ tùs ná mông ấy sàn kìa mụn. Ní mọc bì tròm lên bàn hơi trở tại tàu mơ mông tiếng bí đại bệnh trang bệnh chí ao kê lạc bông bình đủ sân. Bộ ác má tam tài chất nhạc bệnh nhiệt tê, còn tài bệnh trả dụ kẹ bệnh tịch. Tam bất mùi bực đại dương mọc hơi ní, có dương mình bàn chập đám nơi còn lại để trở chập đám đài. Rồi sân bao thuê ở tâm trớ cứ trở chập đám bí mông ác nế đại cô cho rồi hốt đón mông ấy tàn. Cứ tha chập đám thuốc nà rồi biên kháng kết. Bị tụ bồn tới trường hỏi bằng to bị ổ đó bọt chung với nhiều biến tiếng ớt tay mặt đòn. Bê đa trả lọc một bài ngay trọng nợp để tập rộng với nhẹ bồn nhiên chiên cho vọt ăn bạc mùi phết bật rực mình nít bồn bàn mà còn bệnh đại trực con mê vọt lời. Đói xa tệ bàn nặng chụp nghĩa hỏi lục phí có
Sống tốt lộ bình nào lơ đá biến đọng bây tu sna rong tôn tài mặt đòn. Bê là mọc đá lơ cốt nẹ bình như khơi nhọn tình xuống. Ông côi bọt chương toàn lơ đá gầm bông bị phía xa. Rừng ở vầy mối chì mối lộ cừu mê vót đài công lơ gần tế lộn chết mươi thầm trẻ. Bàn mơ là vầy khắp rực ní nẹ bình như lơ cừu mê bồn đề ca. Anh chơi mọc lơ gần tế mọc nẹ ẩn tình xuống. Bạp ạc mà thà chạp bì lần nghệ như tớ kê xôm đá chì mối phong. ខ្លាចក្រែងដល់ថ្ងៃត្រឡប់មកវិញហើយគ្មានបានឃើញអ្វីពិតប្រាកដគេទើបនឹងព្រៀងពាក្យបិទសម្រាប់ចាលើស្ដំរួចហើយខ្លីទេពាក្យនេះតែអាត្មាមើលទៅថាដូចជាសំរុំគ្រប់គ្រាន់ហើយដែរសេចក្តីព្រៀងនោះសរសេរក្រវេមក្រវាមនៅបែកខាងលើនៃក្រដាស់មួយផ្ទាំងវែងដែលមិនទាន់បានបត់បែនធ្វើជាខ្លាំងនៅឡើយបង្ហាញទៅអ្នកពញាទៅអ្នកអន្តិតបើមានខ្វះខាតចង់ថែមថយអ្វីធ្វើពេលក្រោយបាយបានតែមិនបញ្ចប់ធ្វើម្តេចនឹងបានទៅមើលចម្លាក់អន្តិតសួរទាញយកពង្រៀងដែលនៅចិត្តនោះមកបង្ហាញអ្នកពញាចិត្តនោះពុំសូវស្ងប់សោះត្បិតខ្លាចម្ចាស់បុណ្យទោះចិត្តអ្នកពញាអានចោអានឡើងមើលទៅឃើញដូចជាចង់កែពាក្យនេះពាក្យនោះខ្លះប៉ុន្តែពុំចេញស្ដីឲ្យបានច្បាស់អានចោអានឡើងយូរណាស់ទើបសុំឲ្យគេទៅរកក្តារឈ្នួលនឹងដីសពិខុព្រីនិមន្តចូលបន្ទប់មួយផ្លេតចេញមកវិញបានរបស់ទាំងនោះដូចចិត្តដោយសារមានជាប្រចាំសម្រាប់បង្រៀនក្មេងម្ដងម្ដងបាយសម្លដែលគេទើបនឹងរៀបចំនៅចិត្តនោះត្រជាអស់ត្បិតអ្នកពញារវល់តែសរសេរលុបសរសេរលុបច្រើនដងពេកមិនចេះបញ្ចិតទីបំផុតក៏ទៅក៏សម្រេចយកសេចក្តីមួយឃ្លាទៅសំទោសមួយឃ្លាឲ្យអន្តិតសួរបន្ថែមជាពាក្យបញ្ចប់អន្តសួរអក្រៃលែងដោយអ្នកពញាមិនបានប៉ះពាល់ពាក្យពេចន៍ដែលខំសរសេរអស់មួយព្រឹកនេះណាមួយថ្លឹងថ្លែងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នេះក៏សុទ្ធតែបានពីគ្រូយោបល់និងលោកគ្រូមេវត្តដែរឃ្លាបន្ថែមមកចប់នោះមានពីរបន្ទាត់ហើយសម្ដៅទៅភរិយាគឺថាសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទៅដល់ជំទាវហៀងដែលពុំបានមកដល់ទីនេះព្រះតេជគុណអនុញ្ញាតឲ្យចានៅត្រង់ណាទៅទៀតថាពីនេះទៅពិបាកគិតបន្តិចពងាចនេះអញ្ជើញសំឡឹងស្ដំណាមួយសំរុំនៅព្រះពន់ឲ្យហើយទៅសេចក្តីត្រូវចានេះក៏ខ្លីដែរហេតុនេះមិនចាំបាច់ចាផ្ដើមពីទីខ្ពស់ពេកទេតលតែលឺថាសំឡឹងឲ្យហើយដូច្នោះទៅទើបអ្នកពញាយល់ថាមិនទាន់អាចចាមុនពិធីធ្វើបានចប់សពគ្រប់នេះទេជាពិសេសទៅទៀតបើបំរុងទៅចាពីនងាចនេះតែម្ដងគឺប្រទេសប្រាស់ទាំងស្រុងអញអីអញរហ័នអីក៏រហ័នម្លេះមិនទាន់ធ្វើបន់ផងគិតចង់ស្រង់ផលយកទៅមុនយីតាំងពីចូល60មកស្ងប់មិនស្ងប់បែរទៅជាជ្រើមទៅវិញអ្នកពញានឹកក្នុងចិត្តដោយយកដៃទេថ្ងាសខ្លួនឯងថ្នមថ្នមខ្ញុំសូមអានបញ្ចប់នៅពីប្រវត្តិនេះប៉ុណ្ណេះនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺនៅចំពោះទី7នៃសៀវភៅអាស្បើសូមជម្រាបលា